Xem tử vi hàng ngày thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp: tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Giúp cho quý bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên, tiền bạc. Một tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi đây là thời điểm tốt để người tuổi Tý thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình bản mệnh nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nhận về vô số lời khen có cánh của cấp trên và đồng nghiệp tình cảm vận trình tình cảm khởi sắc người độc thân hay những người đã lập gia đình cũng tìm được cảm giác bình yên vui vẻ trong ngày. Sự chủ động bày tỏ tình cảm của con giáp này nhanh chóng làm siêu lòng trái tim sắt đá của đối phương. Tài chính Vận trình tài lộc vượng phát nhờ có tam hợp quý nhân nâng đỡ mà chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này phát tài lên một cách rõ rệt. Cẩn trọng, sự bảo thủ không muốn tiếp thu ý kiến của người khác gây ra nhiều cản trở trong công việc. Tuổi bính tý đẩy mạnh việc mở rộng các mối quan hệ xã giao. Tuổi mậu tý tránh hứa hẹn quá nhiều khi không chắc bản thân có thể làm được. Con số may mắn số 20, số 7, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc. Vận trình công việc của tuổi sủ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Tuổi sủ chăm chỉ và luôn làm việc theo kế hoạch rõ ràng nên luôn nhận được đánh giá cao của cấp trên. Tuy nhiên, dường như để gặt hái được những thành tựu nổi bật hơn thì cần có sự liều lĩnh và đổi mới trong tư duy của bản mệnh. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc ngũ hành sinh xuất mang tới cho con giáp này cảm giác cô đơn, chạnh lòng khi thấy ai cũng có đôi có cặp nhưng trong lòng bản mệnh thì vẫn chưa đủ sẵn sàng để đón nhận tình cảm mới. Tài chính vẫn trên tài lộc ổn định, nguồn thu nhập không ngừng tăng nhưng con giáp này vẫn nên xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn. Cẩn trọng mâu thuẫn không sớm được giải quyết sẽ còn gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn nữa. Tuổi ất sửu không cần quá để tâm tới lời nhận xét của người khác. Tuổi đinh sửu hãy giữ thái độ biết ơn với những người đã giúp đỡ cho mình. Con số may mắn số 3, số 8, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi hợi. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ tuổi dần luôn sở hữu đủ đầy sự quyết đoán cũng như dũng khí để đưa ra các quyết định sáng suốt vào những thời khắc quan trọng nhất đừng quên quá trình chinh phục vinh quang thì sự kiên trì nhẫn nại luôn là yếu tố đầu tiên tình cảm vận trình tình cảm chưa được như mong đợi, dần thân tương xung tạo ra vô số các rắc rối trong mối quan hệ tình cảm của tuổi dần với nửa kia. Những đòi hỏi và áp lực vô lý đối khiến cho đối phương cảm thấy bất lực trong tình yêu. Tài chính Vận trình tài lộc có điểm sáng, các hạng mục đầu tư có lợi dễ dàng đem tới cho bản mệnh nguồn doanh thu rủng rỉnh. Cẩn trọng, thiếu chính kiến và sự mạnh mẽ, cần thiết trước những sóng gió trong cuộc sống. Tuổi giáp dần, tính khí nóng nảy hay nổi nóng với người khác. Tuổi mậu dân, cần suy nghĩ thận trọng với các mối quan hệ hợp tác hay làm ăn. Con số may mắn số 1, số 3, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão Công việc Vận trình công việc của tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất an, bất ổn. May mắn, giống như cơ hội, không phải lúc nào cũng kề cạnh bên tuổi mão, đừng quá trông chờ vào nó. Trước khi quyết định làm gì thì con giáp này cũng nên tìm đợi những người đi trước để tham khảo kinh nghiệm. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp nhiều buồn phiền, ngũ hành tương khắc gây ra ít nhiều xung đột cãi vã trong mối quan hệ tình cảm của nửa kia. Bản mệnh nên hạ thấp cái tôi của mình, nói chuyện nhỏ nhẹ với đối phương để tìm ra được tiếng nói chung. Tài chính, vận trình tai lọc đi xuống, điềm bảo có kẻ tiểu nhân lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của con giáp này để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Cẩn trọng, đề phòng có kẻ ghen tị và tìm cách hãm hại. Tuổi đinh mão nhẹ dạ cả tin nên dễ mất tiền oan. Tuổi quý mão tìm cách tránh xa những người có suy nghĩ tiêu cực. Con số may mắn số 10, số 7, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thình. Công việc Vận trình công việc của tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ và dễ dàng. Dù là người làm công ăn lương hay những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng đạt được những thành tựu như ý vận may đang phất lên nên bản mệnh làm gì cũng được thuận bơn xuôi gió tình cảm vận trình tình cảm đang đứng ở lưng chân tác động của ngũ hành sinh xuất khiến cho người độc thân khó lòng tìm được một nửa yêu thương dù đã mở lòng mối quan hệ tình cảm cũng khó duy trì được lâu vì không tìm được tiếng nói chung tài chính vẫn trên tài lộc vô cùng hanh thông bản mệnh đang có lộc ăn nên làm ra đặc biệt là người làm ăn kinh doanh sẽ thu được khoản doanh thu vượt ngoài mong đợi cẩn trọng tránh xa đà vào những trò đỏ đen vì dễ hao hụt một khoản đáng kể tuổi bính thân nên tìm ra mục tiêu và xây dựng kế hoạch rõ ràng để không tốn nhiều thời gian để thực hiện tuổi mậu thân học cách nói lời cảm ơn và khiêm tốn cầu thị. Con số may mắn số 19, số 4, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi hại 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ Công việc Vận trình công việc của tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Tỵ thân nhị hợp mang lại nhiều may mắn cho những người trong quá trình xử lý công việc bản mệnh dễ gặt hái được những thành tựu nhất định nhờ vào năng lực và tài ứng biến linh hoạt của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm có bước chuyển mình rực rỡ. Đây là khoảng thời gian thích hợp để cho con giáp này dành lời yêu thương của mình những giây phút hẹn hò đắm say. Tình cảm được gắn bỏ kháng khích và bền chặt nhờ vào sự chủ động vuông vén của cả hai. Tài chính, vẫn trên tai lộc tăng tiến, đặc biệt là người làm kinh doanh buôn bán lại càng dễ phát lộc trong hôm nay. Cẩn trọng, sức khỏe không thật tốt do thời tiết và chế độ nghỉ ngơi thư giãn không phù hợp. Tuổi đinh tỵ không nên cố chấp chạy theo những thứ xa vời viễn vông. Tuổi quý tỵ sức khỏe có điềm bảo bất ổn, tinh thần tuột dốc không phanh. Con số may mắn số 5, số 23, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ, công việc. Vận trình công việc của tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Ảnh hưởng của hung tinh giáng họa khiến bản mệnh mất đi phần lớn sự tập trung trong công việc. Kết quả là tuổi Ngọ dạy phạm phải các sai lầm không đáng có, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ của công việc. Tình cảm, vận trình tình cảm trồng khá tệ, ngũ hành tương xung khiến mối quan hệ giữa tuổi Ngọ và nửa kia thường nảy sinh những mâu thuẫn hiểu lầm. Không khí gia đình căng thẳng, đôi bên lại chẳng chịu nhường nhịn nhau nên khó lòng chung hòa được tình cảm này. Tài chính Vận trình tài lộc có chút bấp bên, con giáp này cần sớm thay đổi lại kế hoạch chi tiêu trước khi để thất thoát một khoản đáng kể. Cẩn trọng, sự phân tâm khiến năng lực công việc giảm sút thấy rõ. Tuổi bính ngọ, không có thành ý tiếp thu nhận xét của người khác. Tuổi canh ngọ, khó giữ được tiền trong tay mặc dù vẫn có nguồn thu nhập khá. Con số may mắn số 12, số 7, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi môi Công việc Vận trình công việc của tuổi môi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Khói lượng công việc vượt quá sức tưởng tượng khiến tuổi môi khó lòng xoay sợ tốt con giáp này cần sớm tìm đến sự giúp đỡ của những người xung quanh để cải thiện tình hình hiện tại tình cảm vận trình tình cảm dễ gặp sóng gió đòi lửa mới đây còn yêu nhau nồng nàn và đầm thắm thì bây giờ lại đứng trước tình cảnh cơm chẳng lành cành chẳng ngọt công việc quá sức bận rộn cũng khiến người độc thân không còn nhiều thời gian nghĩ tới chuyện yêu đương tài chính vẫn trên tài lộc vô cùng rực rỡ nhờ có các tinh soi đường chỉ lối mà việc kiếm tiền bỗng chốc trở nên dễ dàng hơn đối với con giáp này cẩn trọng tình trạng căng thẳng và mệt mỏi kéo dài khiến sức khỏe thêm tệ tuổi ất mùi nên có lòng tin vào khả năng của bản thân tuổi tân mùi nên có những phút riêng tư để lắng nghe tiếng lòng mình con số may mắn số 3, số 13, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi thân Công việc Vận trình công việc của tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Lòng dạ hẹp hòi chỉ càng khiến con giáp này nhận về những sự ghen ghét, ác cảm của nhiều người tuổi thân cần sớm thay đổi lại tâm tính của mình để hạn chế những cản trở không đáng có trong bước đường công danh tình cảm vận trình tình cảm có chút bất ổn lời nói khó nghe nhưng không xuất phát từ sự cố ý của con nháp này cũng đã trực tiếp gây ra nhiều tổn thương cho những người bên cạnh sự vô tư hồn nhiên quá mức ấy cần phải được xem xét lại trong nhiều khía cạnh tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, dò, ngũ hành kim vượng nâng đỡ mang tới cho bản mệnh khá nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, dễ vướng vào hòa thị phi vì không biết giữ mồm giữ miệng. Tuổi giáp thân nên kiên trì thực hiện chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh. Tuổi mậu thân, vội tin người nên dễ bị lừa lọc, phản bội. Con số may mắn số 19, số 5, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu. Công việc, vận trình công việc của tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp đối tác được cải thiện tốt lên trong thấy. Tuổi dậu lúc này không cần phải lo lắng tới việc khi gặp khó khăn thì không tìm được sự giúp đỡ Tuy nhiên, thứ cần lo nhất chính là tâm tình thay đổi bất thường. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa Hôm nay, thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022 cho biết bản mệnh sẽ đón nhận vô số tin vui bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đào hoa nở rộ mở ra nhiều cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương cho những người độc thân tài chính vận trình tài lộc rủng rỉnh nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng nhanh giúp cho con giáp này có thể an tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của mình cẩn trọng tâm trạng ủ dột suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe tuổi kỷ dậu nên cố gắng tiếp thu ý kiến đóng góp của những người xung quanh tuổi quý dậu cố gắng bình tĩnh không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác con số may mắn số 3, số 5, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất Công việc Vận trình công việc của tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy. Tuất thân tương hội mang tới cho những người này những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Nhờ có quý nhân che chở mọi lúc mọi nơi nên tuổi tuất luôn nhận được những cơ hội thể hiện năng lực tốt. Tình cảm Vận trình tình cảm khá bình ổn, tình yêu đôi lửa không quá mãnh liệt nhưng cũng chẳng quá tẻ nhạt. Tuổi tuất độc thân còn thiếu chút mạnh dạng Cải mở thì sẽ dễ dàng tìm được một nửa yêu thương hơn. Tài chính Vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, các tinh trợ mệnh giúp việc kinh doanh. Bán buôn của con giáp này vượng phát tới không ngờ cẩn trọng, thiếu nỗ lực và kiên trì theo đuổi đam mê. Tuổi bính tuất không nên ép buộc người khác làm theo ý mình. Tuổi nhâm tuất đánh mất nhiều cơ hội vì thiếu quyết đoán. Con số may mắn số 10, số 8. Màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ tuổi hại. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hại Công việc, vận trình công việc của tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Đường công danh mở rộng trước mắt, con giáp này đang có nhiều cơ hội để thăng tiến. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quên cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc bồi dưỡng tri thức mới, mới mong đem lại những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Tình cảm vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió tác động của cục diện hại thân tương hại nên con giáp này đang gặp nhiều khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của mình các cặp đôi thiếu thời gian để chia sẻ trò chuyện cùng nhau nên tình cảm cứ xa cách dần tài chính vận trình tài lộc có điểm sáng tuổi hại dễ dàng nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền ngay khi người khác còn chưa kịp nhận ra cẩn trọng thiếu cảm hứng làm việc nên dễ bất cẩn lơ là tội Ất Hợi vội tin vào những lời hứa hẹn của một người nào đó tuổi Đinh Hợi chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng màu hồng con số may mắn số 4 số 6 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ